Mến chào cả nhà. Sáng nay ra đi lên sân bay đón Phượng đây. Gia đình Phượng giờ này cũng 6 giờ, chắc Phượng đáp rồi. Thôi theo mình nhé. Sân bay xếp cô đã hạ rồi. Thì tài em đang ở mà sân bay nè. Nó đát nãy giờ mình không kêu ra không ngủ rồi. Nó ngủ rồi đó. Hả? Đây là giới thiệu cho ông Tám được không? Tám xin quá. Trời ơi, rồi đưa mặt ra đó. Tám quá được không? Được, quá được luôn. Quá hả? Không quá không? Chị thích ông nào? Ông Hải. Hay anh Hải? Ông Tám không trung trình chứ Mỹ đẹp lắm. Ừ. Thôi anh Hải đi. Ừ. Thôi tìm ảnh thôi. Nãy giờ đó được không? Bà bác ngồi canh nè. Bác ngồi canh nè. Nhìn thấy tội thương quá. Bây giờ canh ngược lại. Hay sao thứ bảy sao thầy? Đợt này Phan Phượng cũng khá đông. Nãy giờ ra quá trời luôn mà chưa thấy cái đầu bóng của anh Dũng. À, đầu bóng nãy giờ ra nhiều lắm rồi. Ủa, mới về hả lại lẹ? Mới đi lúc có chồng ở ngoài về nè. Mới Mỹ về hả? Ủa, thầy Tài cũng mới về luôn á, thầy Tài. Mới về. Thời tiết bên này nó có nóng không này? Thầy xuống sân bay thấy có nóng không này? Mát quá à. Mát lắm hả? Hãy
mình lạnh lạnh ta. Đó lên đây cái đó heo đi. Để đây để vậy. Đó đúng rồi, đây chưa? Chưa. Rõ nhẹ ha. Giờ tạm chia tay, giờ mình về bên nhà anh Dũng đây, 42 Bào Cát, 40 42 Bào Cát, Tân Bình. Xin chào cả nhà.